vỏ não của những người lần đầu làm cha có thể sẽ co lại. Theo nghiên cứu vừa được công bố của các nhà khoa học Mỹ và Tây Ban Nha, những người đàn ông có thể mất 1% hoặc 2% thể tích vỏ não sau khi đứa con đầu lòng của họ chào đời. Sự thay đổi này sẽ hỗ trợ việc tạo ra những kết nối mới cần thiết giữa các ông bố với các con của mình. Vậy, do cơ chế nào là dẫn đến hiện tượng lạ như vậy? Sau đây, mời các bạn cùng Khỏe Mạnh Đúng Cách tìm hiểu nhé! Theo hãng tin Sputnik, nghiên cứu mới nhất giữa Viện Nghiên cứu Sức khỏe ở Madrid, Tây Ban Nha, Đại học Nam California ở Los Angeles, Mỹ và Đại học Barcelona, Tây Ban Nha chỉ ra rằng những thay đổi đối với vỏ não của các ông bố chủ yếu xảy ra ở một vùng não dùng để kiểm soát cảm xúc cũng như thể hiện tình cảm của người cha đối với con mình. Đó chỉ là một sự cải tiến của não bộ, giúp cho việc kết nối với đứa con trở nên tự nhiên và có ý nghĩa hơn. Được biết, các nhà khoa học đã tìm hiểu thông tin chụp cộng hưởng MRI từ 40 ông bố có con lần đầu và đối chứng với 17 người đàn ông không có con sống tại Tây Ban Nha. Trong số đó, một nửa ông bố sống ở Tây Ban Nha đã tiến hành quét MRI não trước khi bạn đời của họ mang thai và vài tháng sau khi con của họ chào đời. Có những người ở Mỹ đã tiến hành quét MRI não trong giai đoạn từ giữa đến cuối thai kỳ của bạn đời và sau khi sinh được 7 đến 8 tháng. Kết quả cho thấy những người đàn ông có con đầu lòng mất trung bình 1-2% thể tích não bộ cũng như khối lượng hệ thống thị giác. Phần vỏ não liên quan được cho là có trách nhiệm kiểm soát cảm xúc cũng như sự chấp nhận và tình cảm của người cha đối với con mình. Tuy nhiên, phần vỏ não này bị teo lại, không có nghĩa những người đàn ông này sẽ không có khả năng sử dụng một trong hai chức năng trên. Theo các nhà khoa học, quá trình này được gọi là cắt tỉa khớp thần kinh, cho thấy sự giải cấu trúc của một số kết nối thần kinh hiện có để hỗ trợ việc chủ động tạo ra những kết nối mới cần thiết. Chẳng hạn như một số kỹ năng làm cha mẹ cơ bản và sự gắn bó với con đầu lòng. Được biết, không chỉ các ông bố mất thể tích vỏ não, mà não của các bà mẹ cũng thay đổi trong lần mang thai đầu tiên. Vào năm 2016, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Leiden ở Hà Lan công bố cấu trúc não của phụ nữ thay đổi đáng kể trong lần mang thai đầu tiên của họ, chất xám ở khu vực liên quan đến quá trình xử lý và phản ứng với các tín hiệu xã hội của các bà mẹ mang thai lần đầu tiên có dấu hiệu thu nhỏ. Ngoài ra, không chỉ phụ nữ có xu hướng thay đổi ngày càng nhiều để thích nghi với việc sinh em bé của họ, mà chính hệ thống thị giác trong vỏ não đã giúp các ông bố nhận biết con mình và đưa ra những phản ứng kết nối với con tốt hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung của Khỏe Mạnh Đúng Cách ngày hôm nay. Nếu thấy hay và bổ ích, đừng quên share và subscribe cho Khỏe Mạnh Đúng Cách để nhận những video kịp thời, chính xác một cách nhanh chóng nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.